Hậu Giang thêm 377 ca mắc cộng đồng, dịch ngày càng phức tạp, công tác xét nghiệm quá tải. Sở chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang cho hay, dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện tại cơ sở y tế, một số công ty trong khu công nghiệp, số ca mắc mới tăng nhanh trong những ngày gần đây, nguy cơ lây lan trong cộng đồng và khả năng bùng phát dịch trong thời gian tới là rất cao. Theo Sở Y tế Hậu Giang, từ 18 giờ ngày 23 tháng 12 đến 18 giờ ngày 24 tháng 12 tỉnh Hậu Giang ghi nhận 395 ca mắc COVID-19 mới, bao gồm 6 trường hợp về từ ngoài tỉnh, 12 trường hợp là F1 được cách ly tập trung và 377 ca mắc cộng đồng ghi nhận tại huyện Châu Thành A, 155 ca, huyện Phùng Hiệp, 115 ca, huyện Châu Thành, 96 ca, thị xã Long Mỹ, 6 ca và thành phố Vị Thanh, 5 ca. Tính từ đầu đợt dịch ngày mùng 8 tháng 7 năm 2021, đến nay tỉnh Hậu Giang đã ghi nhận tổng số 13.612 ca mắc COVID-19 điều trị khỏi 10.615 ca, tử vong tại tỉnh 53 ca, chuyển tuyến điều trị 3 ca, đã tử vong 1 ca, 2 ca đã điều trị khỏi. Toàn tỉnh đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 598.305 người, 561.415 người đã tiêm đủ 2 mũi, 36.890 người mới tiêm 1 mũi, đạt tỷ lệ 98,63% trên tổng dân số tỉnh Hậu Giang từ 12 tuổi trở lên, 606.586 người. Ngoài ra, Tỉnh đã tiêm vaccine mũi 3 phòng COVID-19 được 8.039 liều. Chiều ngày 24 tháng 12, Sở Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang cho hay, từ đầu tháng 12 đến nay, bình quân mỗi ngày có trên 300 ca mắc mới, số ca bệnh nặng tăng 2,9 lần so với tháng trước, số ca tử vong tăng gấp 3 lần so với tháng trước. Hầu hết các ca tử vong đều là người có bệnh nền, chưa tiêm hoặc tiêm, chưa đủ liều vaccine. Toàn tỉnh có 66 trong tổng số 75 xã trên phường thị trấn ghi nhận có ổ dịch và ca mắc cộng đồng. Dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện tại cơ sở y tế, một số công ty trong khu công nghiệp, số ca mắc mới tăng nhanh trong những ngày gần đây, nguy cơ lây lan trong cộng đồng và khả năng bùng phát dịch trong thời gian tới là rất cao. Về công tác xét nghiệm, tỉnh đã đầu tư 6 máy xét nghiệm SARS-CoV-2 và nhận hỗ trợ một xe xét nghiệm, tổng công suất thực hiện khoảng 3.000 mẫu đơn trên ngày, 30.000 mẫu gộp trên ngày. Tuy nhiên, công tác xét nghiệm cũng đang quá tải, thiếu nhân lực thực hiện xét nghiệm, đội ngũ đều phải tăng ca trong thời gian dài. Hầu hết các mẫu gột RT-PCR đều có mẫu dương tính, phải thực hiện giải gột, tiêu tốn thời gian, nhân lực, vật tư, hóa chất xét nghiệm. Về năng lực điều trị, thiếu nhân lực phục vụ công tác điều trị ở tầng 3 và tầng 4 thiếu bác sĩ, điều dưỡng chuyên ngành hồi sức cấp cứu. Lực lượng y tế cơ sở mỏng, hiện có khoảng 5 đến 7 nhân viên trạm y tế phụ trách địa bàn rộng, dân số đông. Do đặc thù điều kiện tỉnh là phần lớn dân số ở nông thôn, hộ dân thưa thớt, điều kiện giao thông còn hạn chế việc cách ly tại nhà hoặc điều trị tại nhà sẽ tạo thêm gánh nặng cho nhân viên y tế dự phòng và y tế cơ sở trong việc giám sát xét nghiệm chăm sóc y tế và điều tra dịch tễ các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé